Chào tất cả anh em ha. Thì mình vừa nhận con Vision 2021 đó, của khách thôi. Thì họ có mua bộ chống trộm, họ nhờ mình lắp vào cho Vision 2021. Thì để mình test cái tính năng của nó, anh em vô xem cho vui ha. Thì khách mua cái bộ này là bộ Outland nha anh em. Khách mua bộ này là bộ Outland thôi, chứ không 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 có gì cao siêu cả. Thì khách họ mua cái nào thì mình lắp cái đó, làm lấy tiền công thôi đó. Thì giờ mình để mình test cái tính năng cho anh em xem ha. Thì bây giờ khi mình bật cái bộ Outland này lên, ta nhấn nút đề là bơm xăng ha. Rồi bây giờ ta bóp bóp phanh đề máy thôi, khỏi bật núm khóa. Anh em thấy không ạ? Núm khóa là mình chưa có mở nha. Đèn đuốc đồ đầy đủ anh em đó. Xi nhan là đầy đủ ha. Đây, nắm khóa thì trong khi đó. Rồi bây giờ mình test lại là rồi bây giờ mình tắt máy. Rồi bây giờ mình tắt máy ha anh em ha. Đây, anh em thấy mình đánh thức vẫn bình thường. Rồi, đánh thức ha. Rồi bật qua. Thì đề máy bình thường. Đây, thấy không ạ? Mình đánh thức thì đề máy vẫn bình thường. Đây mình test lại cho anh em xem ha. Rồi giờ mình đánh thức ha. Rồi mình đánh thức thì vẫn bình thường. Rồi bây giờ nếu như mà mình cầm cái remote này thì như thế nào, cái núm khóa này mình chưa mở. Rồi bây giờ chưa mở ha. Rồi em mới cầm remote này ra em bấm đề. Rồi là xe có bơm xăng. Xe có bơm xăng trong khi cái núm khóa này chưa mở, ta chỉ việc bóp đề. Đề máy thôi. Đây núm khóa chưa mở nha anh em. Thấy chưa mở ha. Đèn đây đầy đủ. Rồi để mình rồi mình test cái rồi chống trộm thì sao. Rồi cái này mình chỉnh độ nhạy thấp nha anh em, mình không gắn cái còi, con nhỏ nó ngủ ồn quá. Chống trộm chống vắt gì là vẫn bình thường nha anh em đó. Chống trộm chống vắt là vẫn bình thường. Rồi test lại cái nha anh em. Thì cái này á, anh em muốn xài kiểu nào anh em xài. Rồi bây giờ là núm khóa chưa có bật ha, anh em đánh thức thì vẫn bình thường thôi đó. Đánh thức thì bật lên thì chạy thôi. Không, bây giờ mình không cầm đó thì mình cầm cái này, cái remote trong người. Rồi cầm cái remote để khách nhờ mình câu, mình lú tay mình câu nó đi xa luôn anh em ơi. Rồi bây giờ cầm cái này lên, mình chỉ việc nhấn đề. Thứ nhất là cái này á, khi mà remote mà cách xe mấy mét á là nó đã có cái tính năng tích hợp ở trong đó, là khi mà remote ợp hoặc là cách xe khoảng 2 mét 3 mét gì đó thì cái đèn matkey nó sẽ chớp. Đó, nó sẽ chớp nếu như anh em đá chống ngang xuống, anh em đá chống ngang xuống, anh em đi remote đi xa thì xe này khi mà họ đá chống ngang lên thì xe nó cũng vẫn không có đề được ha. Tại vì khách không có kêu mình lắp thêm cái bộ đá chống hết bình nên mình không có lắp. Và cái thứ hai nữa, khách không có cái yêu cầu khi mà bóp cái này xe đề máy nổ thì mình không có làm, chứ không phải là mình làm không được anh em ha. Nói chung điện thì mình chơi nhẹ nhàng thôi chứ không có gì hết. Bây giờ để test lại cho anh em xem. Rồi mình rồi bây giờ là chưa đánh thức ha, mình không cần đánh thức để anh em thấy nha. Anh em thấy không ạ? Đây ha, mình không có đánh thức. Rồi mình không có đánh thức ha. Rồi bây giờ ổ khóa vẫn để yên gì, vẫn để yên gì. Rồi mình nhấn đề. Rồi thì bây giờ là đã có bơm xăng. Để trên đây anh em nhìn thấy rõ hơn nè. Rồi giờ để mình tắt đi. Đồng hồ đây không có lên ha. Ổ khóa đang tắt, đúng không ạ? Rồi mình nhấn đề. Rồi lên có bơm xăng, giờ ta chỉ việc bóp phanh, bóp thắng. Rồi đúng không ạ? Xi nhan đầu đầy đủ, đèn đầu đầy đủ. Rồi, ổ khóa thì chưa mở nha anh em, ổ khóa thì mình chưa có mở đâu. Rồi giờ nếu mà như vậy thì mình tắt máy như thế nào? Thì mình tắt máy, mình chỉ việc mình tắt ở đây thôi. Anh em thấy không? Mình chỉ việc tắt ở đây thôi. Còn giờ chạy như zin thì giờ cứ giờ lu bu á, nãy có mấy xe FP vô nhờ mình làm mà mình đang kẹt xe quá mình không làm được anh em ơi. Rồi giờ chạy như zin thì mình chỉ việc lại đánh thức thôi. Đâu rồi? Rồi mình chỉ đánh thức thôi. Mình bật khóa lên rồi mình chạy thôi. Muốn chạy kiểu nào đó chạy. Đây anh em thấy nè. Em giờ mình đánh thức ha. Đó anh em đánh thức thì anh em muốn anh em chạy đánh thức thì chạy.
Còn làm biến thì cứ cầm remote này đi ra, làm biến cầm remote này đi ra, bấm đợi. Rồi giờ ta chỉ không cần bật nấm phá, người ta chỉ việc đề máy chạy thôi, đơn giản anh em ha. Chào anh em ha, này câu hơi lú tay anh em ơi, này lỡ câu lú tay nó đi xa quá rồi đó, anh em thấy không ạ? Nấm phá này, trong khi đó nấm phá là chưa, mình chưa có bật đâu nha anh em. Đây đang ốp rồi, giờ mình chỉ tắt thôi. Rồi anh em có thắc mắc gì mà tại sao mà Aulin mà khi bấm đề mà không cần đánh thức, không cần đánh thức mà nó có bơm xăng, nó có nguồn sao phá rồi, anh em nào muốn cảm giác phơi phơi thì rảnh thì alo mình, rảnh mình chia sẻ cho câu cho vui, nhưng mà nói hài não nha anh em. Anh em mà không gành gì điện anh em câu cái này á, không phải mình nói thiệt, nếu mà không gành gì điện anh em đụng vô cái chơi cái mấy cái môn này anh em chơi có khả năng là ECM nè, SCU nè, đèn led gì đó, mấy cái điện tử này chỉ gần mà bút xa gà chết nha anh em. Đó thì vậy, giờ remote thì mình không cần FOB đâu, mình chỉ cần cầm cái này thôi ha. Đây đầy máy, bơm xăng có, đèn sương mù có, thì khách không có nhu cầu là nhắn cái này đời, khách chỉ nhu cầu là cái này để khởi động thôi. Nói chung là làm biến ra đánh thức, phải không? Đánh thức là đầu tiên là lấy remote ra bạc từ từ đỏ sang xanh ra đánh thức một cái là hai lần, bạc khóa ra ba lần, bóp thắng bóp đề là bốn lần. Thì bây giờ mình cầm cái này ra thì mình chỉ việc bấm vô đây, rồi bấm vô đây, đúng không ạ? Bấm vô đây, mình không cần đánh thức, mình không cần phải bật cái gì hết, chỉ việc bóp mà đời thôi. Rồi bóp mà đời, rồi tắt máy thì mình chỉ nhấn một cái, rồi nhấn một cái. Còn nếu mà chạy như zin thì cứ việc đánh thức thôi. Chạy như zin thì đánh thức thôi. Rồi chạy như zin thì ra, muốn tốn vài khâu thì ra đánh thức, bật khóa, bấm đời. Còn không thì cứ như vậy thôi. Rồi lên, bóp đề, chạy, khỏi bật khóa, đi lên coi đầy đủ. Ok anh em ha. Mấy xe này mở mà không khéo dễ bể dễ gãy ngàm lắm anh em ơi. Nó bắt ngàm bên trong, mấy cháu này nó bắt ngàm bên trong rồi quá trời quá đất luôn. Đó thì đây là có bộ Aulin. Mình không có gắn cái còi vô, con nhỏ nó ngủ gì nào xong mình cho xe mình gắn cái còi vô ha. Đó thì mình quấn dây rồi mình rút vào đây. Đó, mát thì mình đấu vô đây ha anh em ha. Mát đấu vô đây. Vậy thôi, SCU thì nằm trong đây, nằm sau cái cục này. Rồi vậy ha anh em ha. Chào anh em. Kết thúc video nha mọi người.